Ok. Mình sẽ đọc Hello anh Đinh Khắc Cường, một cái đoạn cuối của cuốn sách này nhé. Đó là bắt đầu hành trình. Hello ông Nguyễn Đức Long. Thực ra khó khăn mà mỗi chúng ta phải đối diện trong cuộc đời vốn không quá lớn. Nó sẽ không đủ sức quật ngã bạn nếu bạn không cho phép. Nhưng mà con người lại đưa ra rất nhiều lý do để biện minh cho thất bại của mình mà không dám thừa nhận. Ví dụ như không có tiền, không có mối quan hệ, không kiến thức, không có kỹ năng. Và thực sự bạn thấy đó, tôi đã từng không có bất kỳ điều gì. Nếu đến học giỏi, tôi không giỏi, thậm chí tôi còn chưa được học sinh tiên tiến. Nói đến gia đình khá giả, hỗ trợ về tài chính thì lại càng không. Nói về mối quan hệ, tôi đơn thân độc mã từ miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp, không có một chỗ dựa. Hello Phương Trịnh, hello Đinh Khắc Cường. Nhưng tôi vẫn thành công thì không có lý do gì bạn không thể. Và bạn thấy đó, cách của tôi là cứ làm cách say mê mặc dù không đoán trước được quá trình tiếp theo sẽ làm như thế nào, mọi thứ diễn ra sẽ ra sao. Nhưng tôi vẫn cứ bắt đầu rồi vừa làm vừa sửa. Vấp ngã rồi tôi lại đứng lên, làm lại lần nữa và cứ như vậy. Tôi chưa từng ngơi nghỉ. Bạn Hằng vào đây đã. Vũ Tuấn Anh. Và cuối cùng tôi cũng thành công như bây giờ, đạt được chính xác điều tôi mong đợi và tưởng tượng trong quá khứ. Vì thế đừng viện vào lý do nữa, chúng ta đều đang có những khó khăn rất riêng của mình. Nhưng những điều đó không thể là chông gai cản đường bạn đi đến khi bạn ngừng cố gắng. Cách thức thành công và chi tiết quy trình tôi đã dàn trải xuyên suốt cuốn sách này đó là xây dựng và tuân thủ kỷ luật thép cho bản thân và tổ chức. Xây dựng tổ chức lãnh đạo chính mình, lãnh đạo tổ chức. Đức tính lãnh đạo chính trực, vị tha, khiêm tốn và giữ lời hứa. Quy trình từng bước cực chi tiết để lựa chọn và theo đuổi mục tiêu đến cùng. Luôn chọn cho mình một mục tiêu lớn, một ước mơ đủ xa để bản thân theo đuổi và mơ về một tương lai tươi sáng. Chúc mừng bạn gia nhập vào thế giới của những người xuất chúng và một lần nữa xin nhắc lại để bạn nhớ. Chỉ có tuân thủ kỷ luật một cách nghiêm túc, áp dụng những gì tôi chia sẻ qua cuốn sách một cách tập trung nhất, bạn chắc chắn sẽ gặp tôi và đội nhóm trí tuệ ưu tú của tôi vào một ngày không xa. Tôi tin tưởng bạn, tôi chờ bạn ở đích đến của hành trình. Đây là một cái đoạn cuối của cuốn sách Hành trình người xuất chúng nhé các bạn. Đây là một cái review của anh Donny Chu. Là mặc dù là một người bạn, một người quen thân với Lê Chí Linh, nhưng thực sự ban đầu tôi không có kỳ vọng nhiều về cuốn sách của anh ấy. Tôi nghĩ chắc nó cũng sẽ như những cuốn sách kỹ năng phát triển bản thân mà trước đây tôi từng đọc thôi. Nhưng ngay từ những trang đầu tiên của cuốn sách, tôi đã biết mình nhầm nếu có cuốn sách nào hữu ích và giá trị tới từng từ như Hành trình người xuất chúng. Và quan trọng là nó thực tế và rất gần với cuộc sống của chúng ta, những người Việt Nam, bởi nó là câu chuyện có thật của một tác giả người Việt Nam. Tôi tin rằng đây sẽ là một trong những cuốn sách có tác động lớn tới cuộc đời của bạn. Hãy nghiền ngẫm và thực hành những gì tác giả đã chia sẻ nếu bạn thực sự muốn trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Hello chị Giang, hello chị Linh Giang, hello chị Hương Giang, hai chị Giang luôn. Chúng ta đang chờ Vũ Tuấn Anh, cái hệ thống nó bị lỗi và kết nối không có được đấy các bạn. Không hiểu sao là kết nối với Vũ Tuấn Anh lại không được. Và vào thì nó cứ bị lỗi liên tục. Tuấn Anh thử dùng thử tắt các mạng xung quanh rồi hoặc là thử phát 3G và xài cái mạng 3G và để điện thoại ở chế độ ngang xem như thế nào. Rồi. Cái chương đầu tiên mà mình nói về cái kỷ luật của đoàn tàu đó ạ, thì nó giống như thế này, chúng ta thấy rằng là một cái con tàu á, nó chỉ cái việc mà chúng ta làm cái kỷ luật tốt á, nó giống như là một cái đường ray, nó làm cho mọi thứ nó đi theo đúng quỹ đạo của nó, đúng không? Và cái động lực ấy, là nó là cái thúc đẩy cho con tàu nó luôn tiến về phía trước. Ví dụ vậy nên là khi mà chúng ta đi tốc độ càng nhanh mà cái đội nhóm chúng ta nó không có kỷ luật ấy, thì nó rất dễ bị trạch đường ray. Mà một khi nó đã trạch đường ray rồi đấy thì nó coi như chúng ta thấy là nguy hiểm của nó rất là lớn, đúng không? Và kèm theo đó là cái quan trọng đó là khi mà chúng ta có một cái kỷ luật rất gắt gao rồi, chúng ta đã có một cái tinh thần rất mạnh rồi,
Thì cái mà để kết nối mọi người lại với nhau đó chính là cái tình cảm, đó là cái tình yêu thương, và chúng ta phải xem nhau giống như những người anh em thực sự, thì lúc đó cái tổ chức của chúng ta mới tốt được. Ok các bạn. Hello Vũ Tuấn Anh ơi. Hello Vũ Tuấn Anh ơi. Hệ thống đang bị lỗi. Khách mời đã từ chối. Wow, hôm nay các bạn xin lỗi các bạn một chút xíu nhé, nó đang có trục trặc về mặt về kỹ thuật khi mà livestream cùng với Tuấn Anh trong buổi tối hôm nay. Hello Nghĩa Bùi, hello Vũ Mai Linh. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Vũ Tuấn Anh được kết nối vào Facebook của chúng ta buổi tối hôm nay các bạn. Tôi muốn Wi-Fi của Trần Tuấn Anh trở nên mạnh mẽ hơn và kết nối mình muốn chia sẻ với các bạn một chút về việc mà chúng ta làm cái kỷ luật đó. Ví dụ như buổi sáng ở tại lớp 5 giờ sáng ấy, thì đó là hiện nay mình đang training một cái lớp xuyên suốt, đó là miễn phí, là 5 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng mỗi ngày luôn, là đào tạo ra đấy là một cái đội ngũ về những người mà họ mong muốn trở thành những cái nhà lãnh đạo xuất chúng, họ muốn trở thành những người team lead platinum 4-star. Và mình có cam kết với họ rằng là mình sẽ theo họ đến cùng cho đến khi nào mà họ trở thành người team lead platinum 4-star thì thôi. Đó, là mình sẽ training và theo sát họ cho đến khi nào mà trở thành team lead platinum 4-star. Hello Trần Văn Thanh Tùng. Tuấn Anh ơi, Tuấn Anh ơi, Tuấn Anh ơi. Hello Song Nghi, Tuấn Anh. Ok bạn. Mình sẽ đọc cho chúng ta một phần mô phỏng sự xuất chúng của bản thân. Thứ nhất, tăng khả năng làm việc nhanh lên 25%. Anh tìm thấy flycam chưa? Chưa em ạ. Mất luôn rồi. Hai, bắt suy nghĩ tập trung như một mũi tên nhanh và chính xác. Thứ ba, đó là đem những suy nghĩ vào hành động thực tế. Dù chưa biết cách làm như thế nào, vẫn cứ bắt đầu nó, bắt đầu ngay và tư duy ngay, bắt bộ não hoạt động và giải quyết nhanh chóng, không để những suy nghĩ ứ động luẩn quẩn trong đầu sẽ gây nhiễu sóng đan xen và cản trở sự tập trung. Thứ tư, không ngừng tưởng tượng và không ngừng hành động, mỗi giây phút trôi đi qua đi đều phải quyết liệt với chính mình, nghĩ được làm được, không có rào cản nào ngăn cách bạn và thành công. Phải tin vào bản thân mình, chắc chắn sẽ làm được điều bạn tưởng tượng mỗi ngày. Rồi, thứ năm, đó là niềm tin tuyệt đối vào bản thân. Trong một con người luôn tồn tại một sức mạnh vô hình, đó là sức mạnh của niềm tin. Hôm nay mình đọc sách cho các bạn. Niềm tin vào chính bản thân mình sẽ mang lại cho bạn những suy nghĩ tích cực, và chính điều đó sẽ dẫn bạn đi tới thành công. Trong cuộc sống, đôi khi ta tự hỏi tại sao cùng làm những việc giống nhau nhưng có người thành công lại có người thất bại. Và đa phần đều nghĩ rằng việc thành công hay thất bại đó là do tài năng, do năng lực của mỗi người. Nhưng điều quan trọng hơn mà mọi người hiểu ra đó chính là niềm tin của mỗi người.
Chính niềm tin mãnh liệt vào việc mình làm sẽ đem đến sức mạnh để bạn bước tới thành công. Thì nó giống như thế này các bạn. Có nghĩa là chúng ta thấy là tại sao có những người thì thành công và có người thất bại. Chúng ta hay nghĩ rằng là đó là do tài năng. À, mời lại. Nhưng thực ra đó, thì chúng ta thấy có rất nhiều người giỏi nhưng họ vẫn không thành công. Và có những người thì chúng ta thấy họ bình thường thôi nhưng sau đó thì họ lại thành công rất lớn. Vậy thì cái sự khác biệt mà mình muốn nhấn mạnh ở đây đó chính là niềm tin của hai con người khác nhau. Nó tạo ra hai kết quả khác nhau. Thậm chí có những người chúng ta thấy là họ ban đầu rất bình thường nhưng vì niềm tin của họ đủ lớn, niềm tin mãnh liệt và kết quả đó là họ thành công. Trong lúc đó có những người rất giỏi, rất xuất sắc nhưng niềm tin họ không có và kết quả đó họ không có được cái thành công. Rồi. Thì dưới đây là một câu chuyện có thật. Tại một trường trung học ở Mỹ có một lớp học nọ với 26 em học sinh cá biệt. Những em học sinh trong lớp này đều có tiểu sử không mấy hay ho. Em từng tiêm chích ma túy, em từng vào trại cải tạo. À. Thậm chí có một học sinh nữ mà trong một năm đã phá thai tới 3 lần. Gia đình đều chán nản và buông bỏ chúng. Các thầy giáo trong trường thậm chí cũng coi chúng là đồ bỏ đi. Tưởng chừng cuộc sống đã hết hy vọng thì một ngày kia Phila, một cô giáo mới về trường đã tình nguyện làm chủ nhiệm của những đứa trẻ hư hỏng này. Để mời lại Tuấn Anh. Yeah. Khác với suy đoán của bọn trẻ, trong ngày đầu tiên nhận lớp, Phila đã không hề quát nạt hay ra oai với chúng. Trong chiếc đầm lụa màu xanh nhạt, mái tóc màu nâu hạt dẻ, rối cao. Các bạn chờ chút xíu. Mình đang mời Vũ Tuấn Anh và trong lúc chờ đợi Vũ Tuấn Anh thì chúng ta cùng đọc lắng nghe đọc sách nha các bạn. Khác với suy đoán của bọn trẻ, trong ngày đầu tiên nhận lớp, Phila đã không hề quát nạt hay ra oai với chúng. Trong chiếc đầm lụa màu xanh nhạt, mái tóc màu nâu hạt dẻ, búi cao, Phila bước nhẹ lên bục giảng. Cô giáo nhìn xuống lũ trẻ một lượt rồi cất tiếng với vẻ trầm ngâm. Cô sẽ kể các em nghe về quá khứ của ba người đàn ông khác nhau. Người thứ nhất đã từng có những vụ bê bối về chính trị, rất tin vào y thuật của thầy cúng. Ông ta từng có hai tình nhân hút thuốc nhiều và uống 8 đến 10 ly rượu mạnh mỗi ngày. Người thứ hai đã hai lần bị đuổi việc, hôm nào cũng ngủ tới trưa mới dậy và tối nào cũng uống một ly rượu brandy. Ông ta từng hút thuốc phiện khi còn là sinh viên. Người thứ ba là anh hùng chiến tranh của một đất nước. Ông ta ăn chay trường, không bao giờ hút thuốc và thỉnh thoảng mới uống rượu. Có uống bia nhưng uống không nhiều. Thời thanh niên chưa từng làm gì phạm pháp và chưa từng một vụ bê bối tình ái nào. Câu hỏi cả lớp, trong ba người ai sau này sẽ cống hiến nhiều nhất cho nhân loại? Những đứa trẻ đồng thanh chọn người thứ ba sau khi nghe xong câu chuyện. Nhưng câu trả lời của Phila đã khiến lũ trẻ chết lặng. Các em thân mến, cô biết chắc là các em sẽ chọn người thứ ba và cho rằng chỉ ông ta mới có thể cống hiến được nhiều cho nhân loại. Nhưng các em đã sai rồi đấy, ba người này đều là những nhân vật nổi tiếng trong Thế chiến 2. Người thứ nhất là Franklin. Tuy tàn tật nhưng ý chí kiên cường, ông đã... Ông đã đảm nhận chức vụ Tổng thống Mỹ trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp. Người thứ hai là Churchill, vị thủ tướng nổi tiếng và tài ba nhất trong lịch sử nước Anh. Còn người thứ ba là Adolf Hitler, con ác quỷ phát xít Đức đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân vô tội. Những đứa trẻ như ngây người trước câu trả lời của Phila và dường như không thể tin nổi vào những gì chúng vừa nghe. Các em biết không, những điều mà cô vừa nói là quá khứ của họ. Tuấn Anh đang chắc với tôi không hiểu sao. Tuấn Anh, em thử coi Facebook của ai đó hoặc là tắt mạng hoặc là mượn một cái điện thoại của ai đó thử vào thử xem. Không biết là sao lại vào không được nhờ. Em dùng điện thoại nhé Tuấn Anh ơi, dùng điện thoại ấy. Điện thoại để ở chế độ ngang. Máy tính là không vào được nhé. Máy tính không vào được. Rồi. Các em có biết không, những điều mà cô vừa nói là quá khứ của họ, còn sự nghiệp sau này của họ là những việc mà họ đã làm sau khi đã thoát khỏi cái quá khứ đó. Các em ạ, cuộc sống của các em chỉ mới bắt đầu. Vinh quang và tủi nhục trong quá khứ chỉ đại diện cho quá khứ. Còn cái thực sự đại diện cho cuộc đời một con người chính là những việc làm ở hiện tại và tương lai.
Bước ra từ bóng tối của quá khứ, bắt đầu làm lại từ hôm nay. Cố gắng làm những việc mà các em muốn làm và cô tin các em sẽ trở thành những người xuất chúng. Phila vừa nói vừa nhìn chúng với ánh mắt đầy hy vọng. Và thật bất ngờ, sau này khi trưởng thành, rất nhiều học sinh trong số đó họ đã trở thành những người thành đạt trong cuộc sống. Có người trở thành bác sĩ tâm lý, có người trở thành quan tòa, có người lại trở thành nhà du hành vũ trụ. Và trong số đó phải kể đến Robert Harrison, cậu học sinh thấp nhất và quậy nhất lớp, nay đã trở thành giám đốc tài chính của phố Wall. Đọc câu chuyện trên, mỗi chúng ta lại thấy được vai trò quan trọng của niềm tin trong cuộc sống. Trong lớp học đó, tất cả mọi học sinh đều cá biệt, các thầy cô cũng không thể dạy dỗ, còn bố mẹ coi chúng là đồ bỏ đi. Thế nhưng cô giáo Phila đã dành cho những đứa trẻ ấy sự tin tưởng rằng chúng có thể học tập chăm chỉ và thành những người tốt. Chính niềm tin của cô đã tiếp thêm cho chúng động lực để bước ra khỏi những sai lầm và thay đổi số phận. Ta chợt nhớ đến câu nói của Hoàng đế Napoleon: mất tiền là chẳng mất gì cả, mất danh dự là mất nửa cuộc đời, mất niềm tin và nghị lực là mất cả cuộc đời. Đúng vậy, bạn luôn phải có niềm tin và nghị lực khi làm bất cứ việc gì. Chỉ cần một trong hai thứ đó thì bạn không thể thành công được. Nếu không có niềm tin của cô giáo, có thể những đứa trẻ kia sẽ mãi chìm trong cuộc đời tăm tối và bị cả xã hội ghẻ lạnh. Niềm tin, và đặc biệt niềm tin đối với bản thân, rất quan trọng vì có khả năng thúc đẩy bạn hành động. Niềm tin quyết định việc bạn sẽ tận dụng được bao nhiêu phần trăm khả năng của mình. Khi bạn tin rằng bạn có thể đạt được một mục tiêu nào đó, bạn sẽ nỗ lực hết mình, hành động liên tục và quyết tâm làm bất cứ việc gì. Không chỉ vậy, niềm tin sẽ giúp bạn kiên trì theo đuổi ước mơ, lý tưởng của mình. Chỉ cần bạn có lòng nhiệt thành và sự ham học hỏi vào lúc này, và lúc này, niềm tin chính là điều có thể giúp bạn theo đuổi đến cùng những gì bạn làm, những gì mà bạn mong muốn trở thành. Trong cuộc sống, sự thật là không ai tài giỏi hơn hay thông minh hơn bạn. Nếu có phần lớn đó là những người biết cách phát triển khả năng và tài năng thiên bẩm của mình nhiều hơn bạn mà thôi. Điều quan trọng để thành công đó chính là niềm tin vào bản thân. Niềm tin sẽ giúp ta vượt qua những khó khăn, những bất hạnh, những trở lực trong cuộc sống để vươn lên, tìm thấy một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó. Khi tôi vào làm Nuskin, tôi đã bỏ qua 3 công ty trước đó tôi từng gắn bó: trung tâm tiếng Anh, công ty quảng cáo, công ty mỹ phẩm Pháp. Tôi có niềm tin quyết liệt rằng với Nuskin, tôi có khả năng vươn ra về thế giới và đem về 1 tỷ đô la trong vòng 5 năm tới. Và tôi quyết định ở lại chắp cánh cùng với công ty này. Và đó là lý do mình làm trở thành một đội nhóm số 1 ở tại Nuskin các bạn. Bởi vì đó chính là cái niềm tin, một niềm tin tuyệt đối rằng là chắc chắn nó sẽ thành công. Và những ngày đầu tiên làm ấy, thì mình quyết định là mình dừng những cái công ty cũ để tập trung 100% nguồn lực để làm với Nuskin. Và lúc đó, dù ngày đầu tiên mới vào làm thì làm gì có kết quả, đúng không ạ? Nhưng cái kết quả mà ngày đầu tiên mình có được đó là kết quả trong tâm trí của mình. Trong tâm trí của mình đã nhìn thấy kết quả là trong tương lai mình phải trở thành Team Elite Platinum 4 Star. Và các bạn biết thì đó là ngày hôm nay nó đã thành hiện thực rồi. Nào, thì mình có đọc cuốn sách này để cho chúng ta thấy một cái câu chuyện như vậy. Vũ Tuấn Anh, rất là Tuấn Anh ơi, con thấy dùng máy Lumi Spa và máy Gronix Spa da đẹp không? Rồi, mừng đọc thêm một đoạn nữa cho anh chị em chúng ta cùng nghe nhé. Hôm nay chúng ta rất may mắn, đó là gì? Khi mà Vũ Trần Tuấn Anh chưa vào livestream được thì chúng ta được lắng nghe đọc sách, đúng không? Chúng ta nghĩ tích cực hơn. 6. Hành xử như một người xuất chúng. Kỷ luật thép với chính mình cũng như đội nhóm, nhưng vị tha cao hơn một bậc. Để tạo dựng nên một Singapore thịnh vượng như ngày hôm nay, Lý Quang Diệu. Vào không được. Tuấn Anh dùng bằng điện thoại hoặc là có bạn nào có điện thoại ấy nhỉ? Anh mời chị Hằng rồi, chị Hằng là vợ của Trần Tuấn Anh mà không được đấy. Vi Thiên Lý. Rồi, hành xử như một người xuất chúng. Kỷ luật thép với chính mình cũng như đội nhóm, nhưng vị tha cao hơn một bậc để tạo dựng nên một Singapore thịnh vượng như ngày hôm nay. Lý Quang Diệu. Không chỉ dùng đến tài năng lãnh đạo mà còn cả tấm lòng bác ái là một ví dụ điển hình. Kể từ khi Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của Singapore, qua đời vào ngày thứ hai vừa qua, đó đã có không ít những lời ca tụng dành cho ông, một chính trị gia tầm cỡ thế giới với sự hiểu biết thấu đáo và tài năng lãnh đạo kiệt xuất.
Tuy nhiên hầu hết mọi người đều bỏ qua một bài học lớn lao mà ông Lý Quang Diệu để lại cho chúng ta, đó là bài học về lòng vị tha. Khi nhắc đến những tội lỗi trong quá khứ, ông luôn đặt lý do lên trước cảm xúc của mình. Là một người theo chủ nghĩa thực dụng, ông Lý không cho phép những sai lầm trong lịch sử có thể giày vò, dây dứt gây ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia. Khi giành được độc lập vào năm 1965, Singapore đối mặt với thực trạng. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Tồn tại nguyên ngoại trừ cả biển. Cũng nhờ vào lợi thế này cùng sự cai trị của thuộc địa Anh, Singapore đã nhanh chóng trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về cảng biển trong thập kỷ 20. Tuy nhiên, vì là một quốc gia bé nhỏ mới thành lập, ông Lý tuyên bố rằng để hiểu Singapore bạn nên bắt đầu bằng câu chuyện không có thực, nó đáng ra không nên tồn tại. Anh Linh đổi từ game câu chuyện thành công thành kể chuyện đêm khuya rồi. Yeah. Đang trong quá trình chờ đợi thì chúng ta cùng tận hưởng đọc sách. Với chỉ nguồn vốn là con người, người dân Singapore cần làm việc để duy trì cuộc sống. Vì vậy chính phủ hiểu rằng cần phải mở rộng nền kinh tế nhiều hơn bên cạnh cảng biển và giao thương để tạo dựng một thứ gì đó nhiều hơn những lĩnh vực cảng biển có thể mang lại. Cảng biển có thể là thế giới thứ nhất, phần còn lại sẽ là thế giới thứ ba. Singapore cũng cần tạo ra bản sắc dân tộc cho riêng mình với đặc điểm dân số đa chủng tộc, vùng miền, ngôn ngữ và văn hóa. Trong cuộc họp về những thử thách to lớn như trên về nền kinh tế và xã hội của đất nước, Thủ tướng Lý Quang Diệu đã khéo léo sử dụng đặc điểm lịch sử để tạo nên lợi thế cho mình. Không giống với những quốc gia mới độc lập phát triển nhanh chóng nhờ sự sụp đổ của quốc gia châu Âu sau Thế chiến thứ hai, Singapore lại nắm lấy đặc điểm là quốc gia bị thực dân trong quá khứ làm lợi thế để phát triển. Ông Lý Quang Diệu đã rộng lượng tha thứ cho những lỗi lầm trước đó của họ. Một trong những cử chỉ đáng trân trọng nhất của ông đó là thay vì bỏ bức tượng của ngài Stamford Raffles, người tìm ra vùng đất Singapore ngày nay và cũng là người mở màn cho thuộc địa Anh đô hộ, ông Lý vẫn đặt nó trang trọng ở trung tâm thành phố. Ông cũng coi Raffles như một người có công lớn trong việc tạo dựng, khai sinh ra đất nước Singapore và sử dụng người đàn ông Anh quốc này như một nhân tố cấu thành nên nét văn hóa riêng cho đất nước của mình. Vì không phải là người châu Á, Raffles là một nhân tố trung lập giữa những nhóm người gồm Trung Quốc, Malay, Tamil tại Singapore. Lý Quang Diệu đề cao Raffles như một hình tượng nhân cách tích cực và trân trọng hào quang truyền thống của một hoàng gia Anh, từ sự ổn định, phẩm giá, ngôn ngữ đến sự kết nối toàn cầu. Đó. Tất cả những điều này đã thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đối tượng mà Lý Quang Diệu cho là rất cần thiết cho quốc gia của mình. Thêm vào đó là chế độ thuộc địa cũng một phần ảnh hưởng tới chủ nghĩa độc đoán mà ông Lý Quang Diệu cùng các công sự cho là cần thiết và phù hợp để giải quyết những khó khăn vướng mắc mà Singapore đang gặp phải lúc này. À. Để tạo việc làm cho người dân, ông Lý đã không ngại học hỏi và xin lời khuyên của Nhật Bản về lĩnh vực đóng tàu và điện tử. Thành công từ việc học hỏi từ người Nhật, cách đầu tư đã giúp Singapore tạo ra rất nhiều việc làm trong một nền kinh tế sản xuất. Có thể nói với tài năng lãnh đạo cùng với lòng nhân ái, Lý Quang Diệu đã có công sức lớn trong việc tạo ra một Singapore thịnh vượng như ngày hôm nay, một biểu tượng của thế giới về các thành tựu kinh tế. Bên cạnh đó, kỷ luật thép, chính trực, đúng giờ và khiêm tốn luôn là những đức tính hàng đầu của bất kỳ nhà lãnh đạo kiệt xuất nào. Và tất nhiên để trở thành người xuất chúng, bạn phải rèn luyện điều này mỗi ngày trong mỗi hành động của mình. Các bạn thấy không? Đó là một câu chuyện của đến từ Singapore. À, Trần Tuấn Anh thử vào lại xem thế nào em ơi. Rất tiếc là hôm nay chắc là phải hoãn cái lịch livestream buổi tối hôm nay. Sang ngày mai thì bây giờ mình sẽ đọc sách thêm cho chúng ta nhé các bạn. Rồi, phần 7. Tưởng tượng theo cách của người xuất chúng, tôi luôn dành thời gian cho gia đình du lịch cùng vợ và ăn cơm cùng mỗi tối. Tuy thời gian rất hạn chế, làm cả ngày đêm, trưa không ngủ nhưng vẫn luôn dành thời gian cho gia đình, bởi đó là cội nguồn cho sự phát triển của mỗi cá nhân. Không phải tự nhiên mà tỷ phú thế giới Bill Gates từng nói rằng, tôi thường dành thời gian rửa chén phụ vợ mỗi tối và tôi thích điều đó.
Mỗi sáng áp dụng NLP tưởng tượng khi mình đang đứng ở trạng thái năng lượng đỉnh cao, chúng ta sẽ cảm nhận được những tưởng tượng đó đã đạt được trong tầm tay. Bạn sẽ có cảm giác thành công, cảm nhận chính xác như đã có được điều đó rồi. Ví dụ như bạn ao ước có một chiếc xe, hãy cảnh tưởng tượng rằng bạn có nó như thế nào, cảm giác khi ngồi ghế lái ra sao, khi cả cần số, chỉnh vô lăng, chạy xe êm như thế nào, bài nhạc nào bạn nghe khi đang lái xe, bạn lái chiếc xe đó đi đâu, đang mở điều hòa hay kéo kính thấp để cảm nhận gió trời. Đúng không? Thầy Alan đã vô cùng ngạc nhiên trước sự thành công mà tôi đạt được thông qua hành trình. Trong đó có áp dụng tối đa hệ giá trị của tác giả vào công việc hoặc đội nhóm. Và cuối cùng, thầy công nhận tên cuốn sách Hành Trình Người Xuất Chúng chính là bí mật, chính là mật mã và bí kíp và con đường đã giúp tôi thành công vượt bậc như vậy. Và chính thầy cũng đem lại hệ giá trị đó áp dụng vào hành trình của thầy, và từ đó Hành Trình Người Xuất Chúng là bản đồ cho nhóm trí tuệ tối ưu áp dụng và vận hành nhóm trí tuệ xuất chúng ha. Đó là cái phần cuối. Và mình đọc thêm một cái này. Liên tục hình dung và tưởng tượng mình là người xuất chúng. Tưởng tượng những điều tốt nhất, hình dung chính bạn đang thành công không phải là lúc nào cũng thành công. Đôi khi điều tồi tệ vẫn xảy ra, nhưng sự hình dung tưởng tượng sẽ là bí quyết giúp bạn tăng cường các cơ may, gặt hái thành công thường xuyên hơn và dễ dàng hơn. Bạn hãy tưởng tượng mình đang thuyết trình ở đó để hình dung trước các việc phải làm. Chúng ta thường có những ước mơ và khao khát, những mong muốn chung chung theo kiểu tôi muốn tài giỏi, tôi muốn giàu có thì chẳng có nghĩa lý gì. Vấn đề là phải có cách xác định được mục tiêu, những đích đến rõ ràng, có thể đạt được thông qua hành động cụ thể. Các nhà nghiên cứu đã cho thấy rằng tập thể dục giúp cơ thể cường tráng ra sao thì rèn luyện tinh thần cũng có tác dụng với tâm trí y vậy. Khả năng của bộ não là không giới hạn. Khi bạn tạo ra những hình dung tưởng tượng mình thành công, tức là bạn đang tạo ra những ký ức, tạo ra những mô hình sự sự thành công mới. Vì ở nhiều phương diện, bộ não không phân biệt giữa cái cụ thể và cái tưởng tượng. Những người thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau thường là những người đã sử dụng sự hình dung tưởng tượng. Như một bác sĩ phẫu thuật đã nói, trước khi tiến hành một ca mổ rất căng, tôi đã cho chạy một bộ phim pháp, phim nháp trong đầu về cảnh mình sẽ thực hiện từng bước ra sao. Tôi hình dung từ nhát rạch dao đầu tiên đến mũi khâu cuối cùng. Nếu gặp phải một khó khăn đột xuất khi đang tưởng tượng trong đầu, tôi liền nghiên cứu thêm để xử lý chuyện đó. Đó là phương pháp cực kỳ quan trọng vì nó giúp tôi tin tưởng và an tâm. Rồi. Như vậy, sự hình dung tưởng tượng chi tiết về mục tiêu thành công rõ ràng là khác xa những suy nghĩ trong đầu. Những mơ ước chung chung của chúng ta thường là nhảy ngay đến mục tiêu. Còn trong quá trình hình dung tưởng tượng là chúng ta nghĩ ra trong đầu cả một khối kết cấu có mục tiêu, có kế hoạch, thực hiện từng bước để đạt được kết quả mong muốn. Tuy nhiên, sự hình dung tưởng tượng chỉ là cách hỗ trợ chứ không phải là và không thể thay thế cho hành động. Làm thế nào để phát huy sự hình dung tưởng tượng này, để sự hình dung tưởng tượng trở thành một thói quen trong học tập và công việc? Những gợi ý sau đây sẽ giúp bạn ứng dụng thường xuyên. Thứ nhất, bằng cách hình dung, hãy hình dung tưởng tượng những gì bạn mong đang muốn đạt được, như một buổi thuyết trình thật thành công chẳng hạn. Hãy tưởng tượng ra cảnh mình đang diễn thuyết say sưa, tiếng nói thanh toát, rõ ràng, lòng đầy tự tin. Phải thấy nó sinh động như thật và càng chi tiết càng tốt. Phải thấy từ nó từ bước đầu tiên cho đến khi kết thúc thắng lợi. Đây là cái mà mình thường xuyên làm là trước mỗi lần mà mình đứng lên đào tạo cho các bạn. Bằng cách đóng vai, bạn nên quan sát hành vi động tác tốt đẹp của người khác, có thể sử dụng thêm băng hình và video đó các bạn, để nắm được cung cách rồi tiến hành bắt chước cho tới khi đạt được thành quả. Về sau, hành vi đó sẽ trở thành hành vi tiêu chuẩn của bản thân. Bằng cách noi gương, bạn nên lựa chọn đọc các câu chuyện về những người thành danh, những người tài giỏi, có công đức và các vĩ nhân để làm gương, giúp mình hình dung nên cách nghĩ, cách làm của họ, tạo nên những kỹ năng riêng cho mình học hỏi. Bằng cách theo trình tự, trước khi làm một việc gì, bạn nên xây dựng một kế hoạch. Bạn luôn tự kiểm tra và đánh giá, rút kinh nghiệm để từng giai đoạn theo kế hoạch đã đề ra, nên tự khích lệ đồng thời tạo áp lực thích hợp cho bản thân. Khi thực hiện một công việc nào đó, bạn luôn đặt cho mình vào thực tế, tưởng tượng hình dung mình đang có trong hoàn cảnh đó để tăng cường nhận thức. Thông thường chúng ta hay tưởng tượng đến những thất bại, vì thế hãy hình dung tưởng tượng có chủ định, có mục đích, có phương hướng rõ ràng, nên dựng lên những hình ảnh tốt đẹp, hợp lý nhằm giải quyết một ý muốn cụ thể. Kết quả của sự tưởng tượng có chủ định bao giờ cũng xuất phát từ thực tiễn, từ những tri thức, kinh nghiệm nhất định mà ta đã tích lũy được vấn đề đó. Sự hình dung tưởng tượng là quá trình phản ánh trong đầu những hiện tượng mới sẽ xảy ra bằng cách sử dụng những tài liệu, kinh nghiệm cũ đã có. Nó sẽ gợi ý cho những mong đợi và giúp chúng ta định hướng nhận thức. Vì thế, sự hình dung tái tạo càng sâu sắc, càng vững vàng thì kết quả càng cao. Chưa ai biết đích xác tại sao việc nhầm trước trong trí sự hình dung tưởng tượng này lại có hiệu quả như vậy. Nhưng những ai đã và đang áp dụng đều tin như vậy, đều tin cậy nó. Có lẽ chính nhờ sự
Do thái độ sống, do suy nghĩ tích cực, sống trọn vẹn với niềm tin và tình yêu cuộc sống nên đã thành công hơn. Sự hình dung tưởng tượng một khi đã được vận dụng một cách đều đặn, nó sẽ giúp người ta giải quyết các khó khăn, tăng cường cá tính, tăng cường các cơ may thành công đối với bất kỳ ai cố gắng, bất kỳ những cố gắng nào của bạn. Và đó là lý do tại sao cái đội nhóm của chúng ta đó, khi mà áp dụng cái sự hình dung tưởng tượng của phương pháp NLP và giúp chúng ta có được cái doanh số đột phá. Ví dụ như ngày tới đây mình sẽ mời đó là bạn Song Nghi là bán được cái đơn đó là 110 triệu, 101 triệu một đơn luôn các bạn, rất là kinh khủng luôn. Và chúng ta tiếp tục chờ đợi, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi nhé các bạn. Niềm tin tuyệt đối vào bản thân là cái lúc nãy ha, mình đọc tiếp này. Tỷ phú Mark Cuban cho biết bí quyết thành công của ông là không bao giờ tham dự các cuộc họp trừ những buổi thảo luận. Thảo luận thì ok. Các cuộc họp là những kẻ giết thời gian khét tiếng vì chúng thường kéo dài và liên tục xoay quanh một số chủ đề. Bạn nên bỏ qua các cuộc họp khi có thể, hoặc họp ít hơn, ngắn hơn và chỉ tập trung vào nội dung chính. Nói không với hầu hết mọi thứ. Theo chữ phú tỷ phú Warren Buffett, đây chính là sự khác nhau giữa người thành công và người rất thành công. Doanh nhân James cũng khuyến khích Kenley rằng nếu điều gì đó chưa thực sự khiến bạn hài lòng, không nên từ bỏ nó dễ dàng. Hãy nhớ bạn chỉ có 1440 phút một ngày. Tuân thủ quy luật 80-20 hay còn gọi là quy luật Pareto. Theo đó, trong phần lớn sự việc 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra. Người thành công biết cần làm gì để đạt được kết quả tốt nhất, nên họ chỉ tập trung vào những việc đó và bỏ qua mọi chuyện râu ria. Ủy thác hầu hết công việc, người thành công không bao giờ đặt câu hỏi tôi làm việc này bằng cách nào. Họ thường nghĩ làm cách nào, làm thế nào để hoàn thành công việc này. Họ luôn bỏ chữ tôi khi có thể vì họ hiểu bản thân không thể ôm đồm và quản lý mọi việc. Làm một việc một lần trên ngày, người làm việc hiệu quả là những người luôn cố gắng làm mọi việc chỉ một lần ngày. Mọi chuyện nếu chỉ mất 5 đến 10 phút để hoàn thành, họ sẽ làm ngay và luôn. Thói quen này sẽ giúp bạn bớt căng thẳng và tâm trí không phải lưu giữ nhiều việc. Đồng thời cũng là cách làm việc hiệu quả khi bạn không cần phải đọc hay suy nghĩ lại một vấn đề khi đang làm việc khác. Tạo một thói quen buổi sáng phù hợp. Phần lớn thói quen của người thành công vào mỗi sáng là chăm sóc cơ thể với nước, bữa ăn tốt cho sức khỏe và tập luyện. Họ cũng không quên dưỡng tâm bằng cách ngồi thiền, cầu nguyện, đọc sách hoặc ghi chép. Đó chúng ta làm về top 5 này, về đọc sách này. Rồi chúng ta thiền đúng không? Làm quy trình vào buổi sáng. Năng lượng là tất cả. Bạn không thể tạo ra nhiều phút hơn trong một ngày, nhưng bạn có thể tăng nguồn năng lượng để làm việc hiệu quả hơn. Người thành công không bỏ bữa giấc ngủ hay thời gian nghỉ ngơi. Họ coi thức ăn là nhiên liệu, giấc ngủ để phục hồi và không nghỉ ngơi để nạp năng lượng. Và không quên nghỉ ngơi để nạp năng lượng. Dù bạn không phải là doanh nhân, vận động viên Olympic hay tỷ phú, những thói quen trên sẽ giúp bạn có khả năng làm nhiều việc hơn trong khoảng thời gian ngắn nhất, đồng thời không phải đối mặt với tình trạng quá tải hoặc quá sức. Suy nghĩ và hành động như người xuất chúng. Trước khi đi ngủ, mô phỏng những gì mình định hình làm ngày hôm sau, hiệu suất công việc tăng lên gấp đôi. Trước đây, cựu giám đốc chi nhánh của Lenovo đã rất khổ sở với công việc trong quá khứ. Mỗi ngày ông đều rất bận rộn, khối lượng công việc ngày càng chồng chất và khiến ông mệt mỏi, chịu áp lực rất lớn. Sau khi phát hiện việc dành thời gian trước khi ngủ để mô phỏng quy trình làm việc của ngày mai, ông đã hoàn toàn không gặp trở ngại gì trong công việc. Mỗi tối trước khi đi ngủ, trong đầu ông sẽ mô phỏng toàn bộ quy trình làm việc của ngày mai, giống như buổi diễn tập vào đêm trước buổi trình diễn. Nghĩ ra những tình huống có thể xảy ra, suy nghĩ về cách giải quyết. Nhờ có kế hoạch trước, tất cả hoạt động đều có thể đạt được tiến hành. Do đó, ông giải quyết được hầu hết các yêu cầu của công ty và những trường hợp khẩn cấp phát sinh, bởi vì đã từng nghĩ qua nên điều đều dễ dàng giải quyết. Mời Tuấn Anh thêm một lần nữa. Ok. Mặc dù ban đầu rèn luyện thói quen này không dễ dàng, nhưng sau khi tự mình trải nghiệm cho thấy, hiệu suất công việc của ông đã được thực sự tiến triển từ ngày suy nghĩ của ông ngày càng có tổ chức và tự nhiên trở thành một phần của cuộc sống. Rèn luyện thói quen ngày này trước khi đi ngủ đã từng ngày đã giúp giám đốc điều hành của Lenovo mỗi ngày hôm sau đều có sự chuẩn bị chắc chắn và tự tin về công việc. Sau khi cô lên công ty vào sáng sớm, ông tập hợp các trưởng phòng lại và giao việc cho họ và làm cho thời gian của ông càng được sử dụng hiệu quả.
Tối trước khi ngủ, bạn tự nói với chính mình, sáng mai tôi muốn dậy vào lúc 5 giờ với cơ thể tràn đầy năng lượng, tràn đầy năng lượng. Điều này làm cho tiềm thức của bạn có câu lệnh và nó sẽ tự có cơ chế để làm được điều bạn mong muốn. Hàng ngày vào mỗi buổi sáng sớm, hãy ghi lại mục tiêu vào giấy một lần nữa. Điều này tạo ra động lực cho bạn mỗi ngày để những mục tiêu hằng sâu trong mô não, thì điều đó không còn gì là mục tiêu nữa, nó không gây áp lực mà chỉ là bước đi lớn, cần đi những bước nhỏ để đi đến mà thôi. Nó như một điều chắc chắn bạn sẽ làm được. Ok các bạn. Rất là xin lỗi tất cả anh chị em. Hôm nay thì mình thay thế bằng việc đó là đọc sách cho chúng ta nghe về cái câu chuyện, bởi vì lúc nãy giờ là mình phải chờ cái kết nối vào livestream với Trần Tuấn Anh, nhưng có lẽ là cái mạng ở bên Trần Tuấn Anh có thể là bị hỏng đó các bạn, nên là vẫn kết nối không được và mời vẫn chưa được. Thì bây giờ mình sẽ thử một lần cuối nhé các bạn. Nếu không được thì chắc là phải như Trần Tuấn Anh thử của ngày mai, xong rồi tối ngày mai chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của đến từ Trần Tuấn Anh nha anh chị em. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Trần Tuấn Anh. Bao nhiêu bạn ở đây ủng hộ mình đọc sách nói cho các bạn nghe nhỉ? Để mình đọc sách nói. Bạn nào thích điều này thì cùng comment. Rồi, không được các bạn, rất là tiếc. Tư duy và ngôn từ tích cực có tác động như thế nào đến tinh thần con người? Năm, tư duy và ngôn từ tích cực có tác động như thế nào đến tinh thần con người? Một kỹ năng nữa mà nhà lãnh đạo phải tập luyện là tư duy và lời nói tích cực. Không ai có thể làm việc tốt trong môi trường đầy tiêu cực và nặng nề cả. Kỹ năng nhìn vào cả hai mặt vấn đề, ưu điểm và khuyết điểm, nguy cơ và tiềm năng, sẽ giúp bạn nhìn thấu suốt con người và sự việc, từ đó phát huy được thế mạnh của tập thể, đưa công ty phát triển vững mạnh. Các bạn thấy giọng đọc của mình như thế nào? Cho cái comment để mình có động lực mình làm sách nói cho các bạn ha. Tư duy và lời nói tích cực tuy nghĩ là dễ, nhưng nó phải bắt đầu từ sự khát khao cháy bỏng bên trong bạn, muốn được thấu hiểu người khác, muốn được nâng đỡ và ảnh hưởng đến họ, đưa họ đến tầm cao mới. Đây là kỹ năng bạn phải tập luyện hàng ngày, những quy tắc cho chính mình cũng như làm gương cho nhân viên của mình. Ừ. Sách này không có ebook, mà nếu mà lại thì chắc là sẽ làm sách nói. Chúng ta mua sách bản giấy này đọc hay hơn. Ok. Đúng giờ, luôn đi trước một cuộc hẹn bất kỳ, dù là cuộc hẹn với bất kỳ ai, cũng đều đến trước giờ hẹn 15 phút. Bạn cho mình sự tôn trọng, cho họ sự tôn trọng, bạn coi cuộc hẹn này quan trọng, thì dù người đó là đối tác hay nhân viên, họ đều phải nhìn bạn với con mắt khác. Họ không chỉ nhìn bạn là người sếp, người lãnh đạo tài giỏi, mà còn là người có tầm và nhận thức vượt trội. Ok, Tuấn Anh không sao. Tuấn Anh về thử lại cái điện thoại, xem cách có cái nào không. Rồi tối mai mình live, có thể là qua một nhà khác, hoặc là ra quán cà phê, hoặc là cái mạng khác thử xem, hoặc là cái điện thoại khác thử xem á. Là rồi tối mai mình live cũng ok em nhé. Giữ lời hứa, khi nói bất kỳ điều gì, bạn đều sẽ hoàn thành nó. Từng Tuấn Anh có comment là Tuấn Anh thành thật xin lỗi anh chị em, Tuấn Anh đã thử nhiều cách nhưng không kết nối được. Nên mọi người chúng ta cũng thông cảm cho Tuấn Anh các bạn nhé. Giữ lời hứa, nói bất cứ điều gì, bạn đều sẽ hoàn thành nó. Từ những điều nhỏ nhất như gửi tài liệu học tập cho nhân viên, chỉ thêm cách tối ưu công việc, giúp đỡ họ khi gặp khó khăn. Bất cứ điều gì được bạn nói ra, bạn đều phải chuẩn bị và làm nó thật tốt, thậm chí là vượt ngoài sự kỳ vọng của họ, bởi bạn là lãnh đạo, làm nghề đã lâu năm, kỹ năng công việc và chinh chiến đã thành thục. Nếu bạn làm được điều này, họ sẽ quy phục và cống hiến tài năng cho công ty, tổ chức của bạn. Ví dụ như mình làm một cái cam kết, đó là mỗi buổi sáng đào tạo và huấn luyện đội ngũ vào lúc đó là 5 giờ sáng, và 5 giờ sáng ngày nào mình cũng đến là training. Chỉ những ngày nào mà mình không có ở Sài Gòn thôi,
thì lúc đó là mới không đào tạo thôi, còn lại ở Sài Gòn là ngày nào cũng làm hết, vào lúc 5 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng. Chính trực là phẩm chất không thể thiếu của người lãnh đạo. Chính trực là tuân thủ kiên định theo một nguyên tắc đạo đức hay phẩm hạnh nghiêm ngặt, không khiếm khuyết, trọn vẹn và không tách rời. Tính chính trực có thể tóm tắt đơn giản là làm đúng, hợp lý ngay cả khi không có ai giám sát. Chính trực là người biết giữ lời hứa, họ cẩn trọng khi hứa hẹn và một khi đã hứa, họ sẽ cố gắng thực hiện lời hứa đó mà không lỗi hẹn. Jack Welch gọi đây là sự ngay thẳng. Ông tin rằng nếu sợ sự ngay thẳng, bạn sẽ không có nổi quyết tâm để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả. Bạn sẽ bao quanh mình những người ba phải, nói những điều bạn muốn nghe thay vì nói lên sự thật. Một nhà lãnh đạo chính trực không sợ đối mặt với sự thật. Well gọi đây là nguyên tắc thực tế. Hãy nhìn thế giới như vẻ vốn dĩ của nó, chứ không phải như những gì ta mong muốn. Có lẽ đây là nguyên tắc lãnh đạo quan trọng nhất và nó phụ thuộc vào tính chính trực, vì nó đòi hỏi sự thành thực và trung thực. Nhiều công ty và tổ chức thất bại vì không làm theo quy tắc thực tế chính trực này. Ok, mình đang mời like Trần Tuấn Anh. Ok. Rồi, chính trực có nghĩa là nói lên sự thật, dù sự thật đó có thể khó nghe, tốt hơn là lên trung thực thay vì lời lừa dối người khác, bởi vì khi đó có thể bạn cũng đang lừa dối chính bản thân mình. Các nhà lãnh đạo cần tự tin, nhưng họ cũng cần cởi mở với ý niệm rằng có thể mình không đúng. Có nhiều nhà lãnh đạo cuối cùng gặp phải thất bại do từ chối đặt câu hỏi cho các giả định và kết luận của mình. Alex từng viết những giả định lầm lạc là gốc rễ của mọi thất bại. Trong thế giới đầy biến động không ngừng ngày nay, bạn rất có thể không đúng vài phần hoặc thậm chí sai hoàn toàn. Dù bạn có thể không sai, nhưng thái độ cởi mở đón nhận khả năng đó sẽ giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả hơn, vì nó khiến tâm trí bạn sẵn sàng đón nhận những ý tưởng hoặc tư duy mới. Đây ha. Không có ngoại lệ, khi còn trẻ, Abraham Lincoln bán hàng cho một cửa hàng bách hóa. Một ngày nọ, ông nhận ra một khách hàng đã trả thừa vài xu. Lincoln cố gắng tìm khách hàng đó. Ông đi bộ vài dặm để trả lại tiền cho người khách. Câu chuyện được truyền tai nhau và chẳng mấy chốc Lincoln có biệt danh là Apply Trung Thực. Sau này, sự trung thực và chính trực là những phẩm chất chính yếu giúp ông dẫn dắt nước Mỹ vượt qua giai đoạn đau thương nhất trong lịch sử. Khi sự tồn vong của quốc gia lâm nguy, ngài Washington Lincoln là vị tổng thống được ngưỡng mộ và kính trọng nhất nước Mỹ vì những đóng góp của ông, và tâm điểm của những đóng góp đó chính là sự chính trực đã thôi thúc chàng trai Lincoln trẻ tuổi trả lại vài xu cho người khách hàng năm xưa. Không nên có bất kỳ ngoại lệ nào đối với sự trung thực và công bằng. Nếu bạn sẵn lòng thỏa hiệp trong những tình huống dù là nhỏ nhất, những tình huống không quan trọng lắm, bạn sẽ rất dễ thỏa hiệp trong những tình huống quan trọng hơn. Sự chính trực là một trạng thái tâm trí chứ không phải là thứ tùy nghi theo hoàn cảnh. Các nhà lãnh đạo luôn đứng về lẽ phải, đặc biệt là khi người khác hành xử trái ngược. Đặc trưng đích thực của năng lực lãnh đạo là khả năng hành xử công bằng khi bị đối xử bất công. Ok các bạn. Lòng biết ơn, phẩm chất của nhà lãnh đạo xuất sắc, một trong những đòn bẩy quan trọng để đưa doanh nghiệp phát triển là dùng sức lực, thời gian và trí tuệ của người khác. Để vận dụng được đòn bẩy này, nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải biết khen ngợi và tôn vinh người khác cũng như chúc mừng thành quả của tập thể. Dễ quá, không tốn kém nhiều tiền, chỉ là lời nói thôi mà, một số người vội nghĩ như vậy. Nhưng tâm lý bảo vệ cái tôi và lòng kiên nhẫn ngày càng mỏng dần của con người không hề tạo ra thuận lợi cho hành động tôn vinh này. Trong những người mà ta muốn khen tặng, ta thích khen bản thân mình nhất, nhưng ngược lại thích chê bai và góp ý người khác, hoặc giả có khen thì khen chiếu lệ, ban cố theo kiểu kể cả đàn anh, chứ không thật lòng ghi nhận cái hay của người khác, bởi vì chúng ta luôn có cảm giác ca ngợi người khác là tự hạ thấp mình. Hắn học cùng với mình, nếu hắn giỏi thì chẳng lẽ mình dở à? Hắn là nhân viên mình, nếu hắn sáng tạo thì mình kém sáng tạo sao? Cô ấy là vậy, mình không có cách nào nữ lại hơn nam được. Cứ thế, sự tự hào về cái tôi luôn trực chờ sẵn bên trong khiến việc khen tặng người khác trở nên khó khăn, dần trở thành sự ra ơn hơn là ghi nhận sự thành thật, thành quả và bày tỏ lòng biết ơn. Có người lại cho rằng ngợi khen, ghi nhận đóng góp chỉ làm cho người khác ỷ lại, lên mặt, thậm chí là sợ mình trở thành xu nịnh. Thật ra một lời khen chân thành xuất phát từ ghi nhận đúng cái hay, cái thú vị của người khác đều là liều thuốc bổ tinh thần, chứ không thể trở thành thuốc độc liều nhẹ cho người khác. Người được khen, vấn đề là ta thiếu kiên nhẫn tìm hiểu, quan sát để phát hiện điều đáng khen ngợi từ những người xung quanh hay từ nhân viên của mình. Phải ghi nhận một điều, không phải ai đi làm cũng chỉ vì tiền. Đặc biệt người nhân viên giỏi luôn cống hiến và hướng tới sự hoàn thiện. Vì một nguồn cảm hứng bên trong, người lãnh đạo giỏi là người nắm rõ nguyên tắc
mức độ thực hiện công việc của nhân viên tỷ lệ thuận với việc với những ghi nhận công lao và lời khen ngợi đầu tư vào người đó. Từng cột mốc phát triển của doanh nghiệp đều phải được vị thuyền trưởng lên boong tàu hân hoan công bố khi một thành viên mới hoàn tất việc huấn luyện, tiếng vỗ tay râm ran khi cả nhóm hoàn thành vượt chỉ tiêu bóng quý. Bong bóng được thả lên trời khi doanh nghiệp đạt được mục tiêu, champagne nổ vang thiết đãi nhà lãnh đạo giỏi luôn biết khích lệ đội ngũ. Suốt tiến trình họ không đợi đến tiệc chia tay nhân viên hoặc tiệc nghỉ hưu mới tặng hoa hồng. Họ tuyên dương từng điểm son của người nhân viên, ghi dấu từng nấc thang thăng tiến không tốn kém nhiều tiền bạc. Không phải cắt cử chuyên gia, không phải sáng tạo ghê gớm. Nhà lãnh đạo biết công nhận sự đóng góp của đội ngũ chỉ cần là người chân thành, biết chấp nhận và ghi ơn thành quả của người khác. Sự ghi nhận này được thể hiện qua lời nói, từng cử chỉ, qua giấy khen hay những món quà tặng giá trị tinh thần. Hãy luôn khích lệ, nào chúng ta đang theo đúng tiến trình rồi, tiến lên. Tinh thần nhân viên sẽ dâng cao khi họ thì ý thức được nỗ lực của họ đang đóng góp sức đẩy đoàn tàu doanh nghiệp rầm rập lao về phía trước. Ghi nhận công lao là cách để nhà lãnh đạo bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với những người chung sức cùng mình. Một khi bạn đã có lòng thì bạn sẽ không bị phụ. Đối với cá nhân tôi biết ơn tất cả những người thù ghét mình và những người anh em nhân viên đã từng quay lưng khi gian khó. Thực sự tôi không trách họ, tôi biết. Mà tôi biết ơn họ rất nhiều khi gian khó là lúc ông trời thử lòng. Anh em tin tưởng lẫn nhau, thử lòng tôi xem tôi có kiên định với quyết định của chính mình hay không. Họ chọn quay lưng đi, nhưng tôi thì không, tôi vẫn ở đó. Tôi từng bước đi trên con đường tôi đã định. Khó khăn muôn trùng khó khăn, chỉ vợ con là chịu khổ cùng tôi khi đó. Tôi thực sự biết ơn ông trời đã để tôi gặp khó khăn sớm như vậy, để thử được tất cả mọi thứ khi tôi còn trẻ, còn nhiệt huyết và máu lửa. Tôi đã nhận ra mình sai ở đâu và cần khắc phục những gì. Thực sự biết ơn những gì đã qua, mỗi ngày tôi đều dành ra 20 phút để thầm cảm ơn những người đã sát cánh cùng tôi, người thầy, người thân, gia đình và cả những người anh em đã rời ra đi ngoài kia. Nhờ có họ mà tôi mới có tôi của ngày hôm nay. Thì buổi sáng mình đều làm cái quy trình về biết ơn á. Và trong cái video ngày 29, trong cái bộ video 30 ngày NLP thì mình có làm một cái video đó, thì chúng ta có thể vào đó chúng ta xem ha. Mỗi ngày tôi đều dành ra 20 rồi ha. Ngày hôm nay đứng đây cùng với những cộng sự của tôi truyền cảm hứng cho các bạn. Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì có những cộng sự tin tưởng luôn đứng sau lưng và hỗ trợ tôi. Không chung huyết thống, không anh em ruột thịt, nhưng họ chọn tin tưởng vào tôi. Và vì thế tôi luôn đáp lại họ bằng sự tin tưởng tuyệt đối. Tôi luôn theo dõi từng bước đi của họ để củng cố và giúp sức. Họ cũng như vậy. Và giờ đây chúng tôi một tập thể chừng này người gắn bó keo sơn không gì có thể chia cắt. Mỗi thành viên đều quan tâm lẫn nhau, mỗi một từ mỗi cá nhân biết ơn cuộc đời, biết ơn mọi người xung quanh và đi cùng với sự kỷ luật tuyệt đối. Cả đội nhóm đều có chung suy nghĩ như vậy. Mỗi ngày mỗi giờ đều phấn đấu chung một mục tiêu lớn. Dần dần tình yêu thương vô cùng được lan tỏa và trải rộng khắp cả tập thể. Tôi thực sự biết ơn những gì cuộc đời đã cho tôi. Hello Vũ Việt Hưng. Đó. Rồi. Mấy giờ ta? Cách giải quyết vấn đề của người xuất chúng nha các bạn. Chúng ta muốn có cuốn sách này thì chúng ta cùng order nha các bạn. Chúng ta cùng order. Và tất cả những lợi nhuận từ cuốn sách này thì mình đều đưa vào cái quỹ một tim dành cho trẻ nghèo Việt Nam. Các vấn đề bạn phải gặp có thể gặp phải trong hành trình trở thành người xuất chúng. Khi đồng hành cùng đồng đội, đông người, tất nhiên giao tiếp đôi khi có gần phần hạn chế. Bởi công việc rất nhiều mà thời gian lại hạn hẹp, hiểu lầm nhau là điều khó tránh. Nhưng chúng ta, những người đang đi trên con đường trở thành người xuất chúng, lãnh đạo tương lai tài ba, làm chủ chính mình, làm chủ sự nghiệp hùng mạnh, chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng cách tránh né hay chỉ nghe bên lề của câu chuyện, vì điều đó vi phạm nguyên tắc thấu hiểu và công chính của người lãnh đạo. Cho nên cách người lãnh đạo tài ba khi gặp vấn đề là đối mặt và giải quyết nó, bình tĩnh tìm hiểu vấn đề, đối diện vấn đề, dũng cảm, khéo léo và thẳng thắn. Nguyên tắc mà tôi đề cao xuyên suốt trong cuốn sách đó chính là kỷ luật. Người lãnh đạo cần nhất là kỷ luật, bởi chính bản thân họ có những nguyên tắc không vi phạm và vì vậy họ mới có sức ép đưa tập thể vào khuôn khổ phát triển đi lên. Khi người lãnh đạo gặp sự cố, chính vì họ là người kỷ luật thép với chính mình, không bao giờ bỏ cuộc, tất cả chỉ là thử thách. Nên những khi khó khăn, có biến, họ không hoảng sợ bỏ chạy mà họ giữ được sự điềm đạm, bình tĩnh, tất cả mọi việc đều có cách giải quyết. Hai người xuất chúng giải quyết vấn đề khác người thường ra sao? Khả năng giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh là yếu tố quyết định của nhà lãnh đạo thành công. Sau đây là hướng dẫn từng bước một dành cho nhà lãnh đạo để ứng phó với sự khủng hoảng một cách hiệu quả. Thứ nhất đó là giữ bình tĩnh. Bất kỳ khủng hoảng nào đều mang đến những điều không tốt và những nguy cơ tiềm ẩn cho doanh nghiệp.
Khi đối diện với những thay đổi bất ngờ, phản ứng đầu tiên rất dễ xảy ra là hoảng loạn, hoang mang. Những người đứng đầu doanh nghiệp sẽ lập tức bị đặt vào một tình huống cực kỳ căng thẳng, áp lực. Trong những giai đoạn nhạy cảm như vậy, một quyết định sai có thể thay đổi hoàn toàn thế cờ, đẩy doanh nghiệp vào đường cùng. Để tránh khỏi sai lầm, các nhà lãnh đạo phải giữ được sự bình tĩnh, tập hợp lại với nhau để xác định nguyên nhân và những gì cần làm tiếp theo với mục tiêu rõ ràng và cụ thể. Nhận diện vấn đề, những nhà lãnh đạo phải là người dám đối diện với sự thật và xác định được nguồn gốc của vấn đề gây ra sai lầm. Đây là bước đầu cũng như là quan trọng nhất để xử lý bất kỳ vấn đề nào. Bên cạnh đó, các nhà quản lý cần nhận diện vai trò của mình trong hoàn cảnh đó và khoanh vùng khống chế sai lầm đã xảy ra. Không để điều đó tiếp tục kéo dài, bạn không thể xử lý một vấn đề nếu bạn không hoàn toàn hiểu rõ vụ việc. Luôn tôn trong trạng thái sẵn sàng. Ba là luôn trong trạng thái sẵn sàng. Ngoài ra, những nhà lãnh đạo phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Không chỉ nhìn ra tính nghiêm trọng của sự việc, nhà lãnh đạo còn phải chuẩn bị những bước tiếp theo để xoay chuyển khi mọi chuyện bắt đầu diễn biến tiêu cực hơn. Chuẩn bị trước là bước quan trọng để bạn luôn trong trạng thái chủ động và có thể xây dựng giải pháp cho những tình huống không thể lường trước. Nhận lãnh trách nhiệm, nhân sự nói chung đều đối mặt với những tình huống không mấy dễ chịu nơi công sở, và tệ nhất là khi công ty dính phải các sự cố. Một khủng hoảng có thể tác động lên tất cả mọi vai trò, từ nhân viên bình thường, khách hàng đến nhà đầu tư doanh nghiệp. Sẽ có một phần trong số đó gánh chịu hậu quả nghiêm trọng hơn so với cổ đông. Trong cương vị là một người điều hành, bạn phải giữ thái độ thẳng thắn, thành thật, giải thích rõ sự việc với những nhân viên và thành thật chia sẻ khó khăn gặp phải, có thể giúp bạn gỡ đi gánh nặng trên vai lúc đó. Lời xin lỗi chân thành sẽ luôn giá trị hơn sự bào chữa đơn thuần hay những lời lấp liếm khô khan. Ai rồi cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, dám nhận lỗi mới là điều đáng trân trọng. Hãy nhớ kỹ như thế. Rồi. Vạch ra kế hoạch tương lai. Khi tình hình phần nào lắng dịu, người đứng đầu cần làm ngay việc nghĩ ra kế hoạch để đối phó với sự cố trong thời gian tới và lèo lái công ty qua cơn bão một cách êm thấm. Việc này sẽ giúp công ty nhanh chóng phục hồi lòng tin từ bên trong lẫn bên ngoài. Công tác truyền thông cả nội bộ và đến công chúng cần được thực hiện kỹ lưỡng để đảm bảo những người bị ảnh hưởng lợi ích bởi sự cố của doanh nghiệp không rời đi. Khủng hoảng là điều không thể tránh khỏi đối với doanh nghiệp. Bởi thế, đầu tư để phát triển một hệ thống lãnh đạo sẵn sàng ứng phó với khủng hoảng truyền thông, giúp những người đứng đầu quản lý tốt hơn những tình huống xấu sau này, là một việc làm sản xuất những sáng kiến giải pháp hiệu quả đến từ các nhà lãnh đạo vào thời điểm nguy cấp sẽ nhanh chóng vực dậy cả công ty. Không mấy nhà lãnh đạo nhận ra được những cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp khi khủng hoảng truyền thông ập đến, luôn trong thế dẫn đầu tiên phong để giải quyết mọi chuyện là điểm phân biệt giữa một nhà lãnh đạo thông thường và một vị thuyền trưởng xuất sắc. Vào năm 2013, khi công việc của tôi đi xuống, tôi đứng trong tâm bão truyền thông. Tôi biết không thể nói gì thêm vào lúc đó nên tôi đã rời sang Singapore. Nhưng trong lòng tôi luôn muốn quay về để bắt đầu lại. Tôi không thể hèn nhát bỏ đi và coi như không có chuyện gì. Tôi biết mình thất bại và tôi quay về để đứng lên từ thất bại đó. Sau 7 tháng làm việc và khổ luyện nơi xứ người, tôi chắc chắn phải làm lại nơi tôi đã ngã xuống, đó chính là thành phố Hồ Chí Minh. Ngày tôi quay về, tôi biết mình đã mất hết uy tín, mất cả mối quan hệ, bạn bè và đối tác kinh doanh khi xưa. Nhưng việc đầu tiên tôi làm là tìm lại đối tác khi đó, người đã góp cổ phần của tôi. Tôi nói chuyện và trả lại cổ phần cho họ. Về nguyên tắc kinh doanh, làm ăn thua lỗ các bên đều phải chịu, nhưng tôi quyết định trả lại cho họ bởi tôi muốn chứng minh rõ ràng rằng tôi quay về chịu trách nhiệm tất cả những gì trong quá khứ và tôi không muốn đôi co chuyện đã trôi qua nữa. Nên tôi chỉ chi trả hết và tự mình chi trả lại. Điều thứ hai, tôi tìm về những người cộng sự đã từng làm với mình. Tôi nói chuyện và xin lỗi họ vì tôi đã không làm tốt mà làm họ mất việc, phải phân tán đi khắp nơi như bây giờ. Sau đó tôi tập trung toàn bộ sức lực và năng lượng vào kinh doanh, tạo ra nguồn tài chính dồi dào đa kênh, mục đích chính là đủ tiền để trả sạch hết tất cả khoản nợ của những người cũ. Tôi làm rất nhiều việc từ sáng đến sớm đến tối muộn, làm được bao nhiêu trả nợ hết bấy nhiêu. Tôi nhớ như in ngày 29 Tết, sau khi trả nợ hết sạch thì tiền trong túi, tôi phải ra chợ bán tiếp 3 ngày 30 để có tiền tiêu Tết. Ròng rã suốt 2 năm trời cũng đến ngày tôi chính thức trả hết nợ. Khi đó tôi không còn vướng bận gì nữa và bước tiếp theo đó là dồn toàn bộ tâm trí vào tương lai, việc phát triển bản thân mình. Rất may mắn khi khó khăn nhất cũng là tôi gặp được một nửa của đời mình, người vợ đồng hành với tôi qua gian khó và hậu phương vững chắc cho tôi hiện tại. Mỗi ngày chúng tôi đều động viên nhau, trao đổi cùng nhau phát triển bản thân và cố gắng nhiều hơn nữa để trở nên vượt bậc. Từng bước, khi tôi bình tĩnh và cho cơn sóng qua đi, tôi đối mặt với khó khăn vấp ngã, giải quyết nó, trả được nợ dần. Tôi đã gặp vợ tôi giữa năm 2014 và khi trả hết nợ, tôi đã xây dựng một đội nhóm hùng mạnh khác, bắt đầu kế hoạch chinh chiến tiếp theo. Kinh doanh tôi vẫn đang đà phát triển thì tôi gặp thầy vào năm 2017, người đã làm cuộc đời tôi sang một trang hoàn toàn khác. Sau khi trả nợ xong và có nền tảng kiến thức và kỹ năng tốt,
luôn luôn kỷ luật thép với chính mình. Tôi rèn luyện những tinh hoa lãnh đạo quyết liệt. Tôi biết tôi cần phải bùng nổ nữa, bùng nổ lần nữa, nhất định phải thành công, nhất định phải rực rỡ. Nhà lãnh đạo tài ba là một tấm gương. Điều này vô cùng quan trọng vì nhà lãnh đạo phải là người đáng tin cậy để dẫn dắt người khác. Nhà lãnh đạo phải được tin cậy và có một cuộc sống trung thực và liêm chính. Một nhà lãnh đạo nói là làm, và nhờ vậy họ được quyền có trách nhiệm đối với người khác. Uy tín thực sự đến từ sự tôn trọng đối với tính cách tốt và sự đáng tin cậy của nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo xuất sắc luôn đầy nhiệt huyết với công việc hay sự nghiệp của mình và với vai trò là nhà lãnh đạo. Mọi người sẽ đáp ứng một cách cởi mở hơn đối với người có đam mê vô tận và cống hiến hết mình. Các nhà lãnh đạo cần phải có khả năng là một nguồn cảm hứng và là một động lực dẫn dắt mọi người hướng tới hành động và mục tiêu mong muốn. Mặc dù các trách nhiệm và vai trò của nhà lãnh đạo khác nhau, nhà lãnh đạo cần phải được xem là một phần của đội ngũ nhân viên làm việc vì mục tiêu chung. Người lãnh đạo này sẽ không e dè mỗi khi phải sắn tay áo chung tay gánh vác mọi việc. Nhà lãnh đạo giỏi luôn tự tin. Để dẫn dắt và định hướng, người lãnh đạo cần phải luôn biểu hiện sự tự tin với vai trò lãnh đạo. Nhà lãnh đạo truyền cảm hứng giúp người khác tự tin và bồi đắp sự tin tưởng và những nỗ lực tốt nhất của đội ngũ nhân viên nhằm hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Nhà lãnh đạo phải tuyên truyền đạt được sự tự tin hướng tới mục tiêu đã đề ra, thúc đẩy đội ngũ nhân viên nỗ lực làm việc tốt nhất. Nhà lãnh đạo cần phải làm việc một cách trình tự và có mục đích ngay cả khi trong những hoàn cảnh không chắc chắn. Mọi người luôn trông chờ nhà lãnh đạo trong những thời điểm không chắc chắn hay những tình huống họ chưa từng trải qua. Họ sẽ cảm thấy an tâm và bình tĩnh hơn mỗi khi nhà lãnh đạo thể hiện sự tự tin và một phong thái tích cực trong mỗi hoàn cảnh như vậy. Một nhà lãnh đạo giỏi luôn khoan dung, giữ bình tĩnh, điềm đạm và luôn kiên định với mục đích chính mình của mình. Mọi dông tố cảm xúc và khủng hoảng sẽ đến rồi đi, và nhà lãnh đạo tài ba sẽ đương đầu với những khó khăn này như một phần của con đường sự nghiệp, và họ luôn giữ một cái đầu lạnh. Một nhà lãnh đạo xuất chúng tập trung theo đuổi mục tiêu chính là có tư duy phân tích. Nhà lãnh đạo giỏi không chỉ là có khả năng bao quát hoàn cảnh một cách tổng thể, mà còn có thể phân nhỏ từng phần hoàn cảnh để quan sát càng kỹ càng hơn. Nhà lãnh đạo tài ba không chỉ bao quát đạt được mục tiêu mà còn có thể chia nhỏ mục tiêu thành nhiều bước nhỏ để dễ quản lý và định hướng về mục tiêu đó. Nhà lãnh đạo xuất chúng cam kết hướng tới xuất sắc, đứng vị trí thứ nhì không phải là con đường đến thành công. Nhà lãnh đạo giỏi không chỉ là duy trì tiêu chuẩn mức cao mà còn chủ động nâng cao tiêu chuẩn hơn nữa nhằm đạt tới sự xuất sắc ở trong mọi lĩnh vực. 7 tính cách cá nhân này là nền tảng của lãnh đạo xuất chúng. Một số tính cách có thể là tố chất có sẵn bên trong cá nhân bạn, tuy nhiên những tính cách này cũng có thể được rèn luyện, mài giũa và phát triển. Một nhà lãnh đạo tài ba sẽ kiên trì phát triển và rèn luyện mình với vai trò lãnh đạo dù họ có sẵn tố chất lãnh đạo trong mình hay không. Và tôi đã làm được phát triển chính mình đi kèm với xây dựng đội nhóm trong 2 năm qua. Để chờ thời điểm bùng phát, tôi đã rèn luyện 7 tính cách nhân nhiễm và thành thục. Tôi biết đã đến lúc phải tự đặt cho mình thử thách lớn, mục tiêu vĩ đại. Đến chính tôi phải nỗ lực hơn nữa, dẫn dắt đội nhóm và những người cộng sự đi đến đỉnh cao. Tôi đặt mục tiêu phải kiếm được 1 triệu đô trong 5 năm tới. Xin lỗi các bạn, là 1 tỷ đô, ở đây là bị lỗi về trong nội dung. Trong 5 năm tới, từ 2017 đến năm 2022, tôi phải hoàn thành được điều này. Phải kiếm về 1 triệu, không phải là 1 triệu nha các bạn, 1 triệu thì năm nay mình được rồi nhé. Nhưng tận lòng mà nói, những yếu tố nền tảng tôi có và khổ công rèn luyện được cũng sẽ không thành công nếu không có kế hoạch và chiến lược. Và thực sự khi đó, tôi không biết phải làm sao để hoàn thành được mục tiêu đề ra. Tôi không biết phải làm nó bằng cách nào. Tôi ấp ủ trong lòng, trăn trở suy nghĩ về điều này, ngay cả trong giấc ngủ nó vẫn hiện diện trong tiềm thức. Rồi điều gì đến cũng đến, tôi gặp thầy Alan Nagao trong một hội thảo. Khi đó tôi rất quý những gì thầy truyền đạt. Kết thúc hội thảo đó, tôi tìm mọi cách để gặp được thầy và mời thầy về Việt Nam diễn thuyết. Trong những chương trình tôi tổ chức, tôi và thầy cùng đồng hành xuyên suốt chuỗi chương trình diễn ra. Không thể tin được là tôi và thầy giống nhau đến lạ kỳ. Tôi chia sẻ với ông về con đường tôi lựa chọn sau những gì đã trải qua, mục tiêu phía trước tôi tự đặt ra, tôi tự áp lực cho chính mình để thay đổi trở nên tốt xuất chúng. Không những thế, còn phải kéo theo đồng đội và sự công sự cũng phải xuất chúng giống như tôi. Mục tiêu 1 tỷ đô la trong 5 năm, ông đã hướng dẫn cho tôi viết kế hoạch như thế nào, bước đi ra làm sao, phân bổ thời gian và sắp xếp sự kiện cho hợp lý, bước tiến kế tiếp cho từng quý. Với nền tảng Luskin hiện giờ, tôi sẽ đạt được thành công như mong đợi. Chỉ với năm đầu tiên, team của tôi đã tăng trưởng 675%, toàn thể công ty tăng 170%, sấp xỉ 200%. Luskin sẽ vươn ra thế giới với mục tiêu 5 năm đầu tại Đông Nam Á sẽ thu về 1 tỷ đô la vào năm 2023. Tôi phát triển ra thị trường quốc tế không chỉ gói gọn trong Việt Nam nữa, là nhờ sự giúp sức của thầy Alan, người đã giúp tôi đứng chung tầm với thế giới. Hành trình rất dài và khó khăn, nhưng nhờ thầy hướng dẫn cách đặt mục tiêu, tôi đã từng bước đã làm được. Bao
bao gồm 3 phần: xây dựng mục tiêu, bắt đầu thực hiện. 3 là quản lý hành trình. Bây giờ tôi đã làm được thành quả nhất định trong suốt những năm vừa qua. Giờ đây tôi viết lại cho bạn kỹ lưỡng và tinh hoa nhất của quá trình thực hiện. Cực kỳ quan trọng này, cách đặt mục tiêu và hoàn thành chúng từng bước, và đặc biệt với kỷ luật thép cùng với khát khao mãnh liệt vươn lên chứng minh. Tôi thay đổi từng giây phút và tôi ngày hôm nay chắc chắn phải giỏi hơn ngày hôm qua. Bạn hãy nhớ điều này, viết thành khẩu hiệu rồi treo nó lên một chỗ nào đó trong nhà bạn, mà bạn nhìn thấy nó hàng ngày, mỗi ngày đều đọc to khẩu hiệu đó lên. Tôi tin bạn, bạn tin vào chính mình, bạn chắc chắn sẽ thành công, chắc chắn bạn sẽ làm được. Tuấn Đạt, người xuất chúng sẽ thu hút người xuất chúng. Nào, rồi ok các bạn, là chúng ta muốn mua cuốn sách này đó, thì chúng ta liên hệ với các bạn trợ lý của mình để chúng ta sở hữu cuốn sách này các bạn. Và bây giờ thì cũng đã 23 giờ 15 rồi, thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào buổi tối ngày mai. Rất là xin lỗi tất cả anh chị em, buổi tối hôm nay là chúng ta không có nghe được cái câu chuyện thành công từ anh Trần Tuấn Anh. Và tối ngày mai chúng ta sẽ là nghe câu chuyện thành công từ anh Trần Tuấn Anh. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã nghe một cái phần đọc sách lúc nãy giờ. Đó là một phần quà mà mình muốn dành tặng cho chúng ta khi mà chúng ta đã có thời gian buổi tối hôm nay. Và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em chúng ta nha. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp, thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông, thì mỗi lần mà Linh upload video lên, thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.